Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê chuẩn bị kết hôn, nhiều anh chị em nghệ sĩ chúc mừng. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền mạnh thông tin Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê hẹn hò sau 3 tháng kết hôn. Nhiều người còn cho biết đã thấy hai bên gia đình đi đặt tiệc cưới trong nhà hàng, viết thiệp gửi mọi người, càng chắc chắn cho tin đồn hai người sắp về chung nhà. Thời gian qua, con trai nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Hoa hậu Phương Lê thường xuyên có những động thái tương tác thân mật trong các sự kiện và trên mạng xã hội. Mới đây thông tin sốc hơn khi trên mạng lan truyền thông tin bức ảnh được cho là thiệp cưới của Phương Lê và Vũ Luân. Trên tấm thiệp ghi dòng chữ Welcome to the wedding Vũ Luân Phương Lê gây bão toàn cõi mạng. Một nhà báo thân thiết của Vũ Luân tiết lộ, ủa tối qua ba xoài, mẹ xoài, Vũ Luân Phương Lê mới gặp nhau mà. Nghe nói cả hai sau đó còn tách đồng đội đi chơi riêng nữa, vậy mà hôm nay mở mạng đã thấy hình cưới rồi nè. Không lẽ ước mơ của Min được làm đại diện đàng gái hôm bữa đã thành sự thật rồi sao ta? Chuẩn bị nhận thiệp cưới nha. Hiện cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng về tin đồn. Phương Lê khá thân thiết với gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh, đã nhiều lần ra mặt bảo vệ Hồng Loan. Cô đã ly hôn với chồng đại gia sau 13 năm chung sống, còn Vũ Luân nổi tiếng là chàng kép điển trai tài năng của sân khấu. Anh cũng trong giai đoạn độc thân vui tính. Phương Lê được biết đến là một trong những hoa hậu thân thiết với gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Ở giai đoạn cố nghệ sĩ qua đời, Hồng Loan vướng vào những tranh chấp phân chia tài sản. Phương Lê nhiều lần ra mặt bảo vệ Hồng Loan. Thậm chí trước đó Phương Lê còn cho biết cô mê Vũ Luân và từng muốn làm con dâu Vũ Linh. Phương Lê còn tiết lộ nếu như bản thân cưới Vũ Luân, cô sẽ đãi 1.000 bàn để mời khách đến chung vui. Phương Lê sinh năm 79, quê ở Trà Vinh, nổi tiếng từ khi đoạt giải Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2017, Phương Lê giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình thế giới. Bên cạnh những thành tích đạt được, Phương Lê từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn. Ông xã doanh nhân của cô luôn chiều chuộng yêu thương và dành tặng vợ những món đồ xa xỉ nhất. Tuy nhiên, cô cũng đối diện với những điều tiếng như núp bóng chồng hoặc nhờ chồng chống lưng. Theo Phương Lê, đây là điều không đúng, bởi trước nay cô luôn tự chủ kinh tế và các hoạt động kinh doanh của mình, dù không ít lần nhận lời đề nghị giúp đỡ từ chồng, song cô luôn từ chối vì muốn tự lập. Tháng 5 năm 2022, Phương Lê thông báo kết thúc cuộc hôn nhân 13 năm với ông xã. Cô cho biết cả hai đã cùng nhau nói chuyện thống nhất dừng mối quan hệ vì không còn tiếng nói chung trong công việc. Dù ly hôn, họ vẫn xem nhau là gia đình, những người bạn để cùng chăm sóc ba con một cách đầy đủ nhất. Người phụ nữ quậy trong tiệc đầy tháng con trai bùm bùm tại nhà Hồng Loan đã khai gì? Ai là người đứng sau? Con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh là Hồng Loan mới đây đã tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai của em gái bùm bùm. Tuy nhiên bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ đến đòi nợ và tuyên bố quậy làm dân mạng vô cùng bức xúc. Cụ thể, sáng ngày 3 tháng 11, con gái Vũ Linh đã tổ chức tiệc đầy tháng cho bé Bill, con trai bùm bùm. Bùm bùm là con gái của nghệ sĩ Tiểu Linh. Bùm bùm bị ba mình từ mặt vì đã đứng ra bảo vệ Hồng Loan. Cô còn kể nhiều câu chuyện mà cố nghệ sĩ Vũ Linh đã tiết lộ với mình thời còn tại thế. Tiệc đầy tháng của cháu trai, Hồng Loan bày biện tiệc linh đình ngay tại nhà của ba ruột để lại cho mình. Cô chuẩn bị các bàn tiệc và mời những người thân trong gia đình và các anh chị em bạn bè thân thiết như Vũ Luân, Bình Tinh, Nguyên Vũ, Phương Lê. Mọi người thêm yêu quý Hồng Loan vì sự chu đáo và hết lòng với người em chú bác ruột của mình. Buổi tiệc đang diễn ra vô cùng vui vẻ thì xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt đến để đòi nợ. Người này cho biết đến tìm mẹ ruột của Bùm Bùm, tức vợ cũ của chú Bảy để đòi lại món nợ 5 triệu đồng cách đây nhiều năm. Ban đầu người phụ nữ này chỉ đứng đợi bên ngoài, không lâu sau bà liên tục có hành động gây rối như muốn xông vào bên trong nhà của Hồng Loan. Không biết giải quyết sao, Hồng Loan đã gọi cho công an nhờ xử lý. Mặc dù được cán bộ phường hướng dẫn cụ thể để trình báo sự việc để được giải quyết theo pháp luật, tuy nhiên người phụ nữ này vẫn cố chấp. Bà ta hiện nguyên hình không phải đến đòi nợ mà để phá rối tiệc đầy tháng của bé Bill theo yêu cầu của Hồng Phượng. Khi buổi tiệc kết thúc, nhiều người bức xúc đã đăng đàn kể lại sự việc. Hồng Loan và Bùm Bùm biết rõ âm mưu của bà ấy nhưng không thể trao đổi được vì họ là những người trong cuộc. Thứ hai, sợ nhiều người không hiểu chuyện lại dị nghị và nói xấu ảnh hưởng tới quan trọng của bé Bill. Nhiều người dân cho biết trước khi người phụ nữ này tới gây rối, nhiều người đã thấy Hồng Phượng đến trao đổi gì với bà này ở một con hẻm, sau đó đưa tiền cho người phụ nữ này. Đến lúc gần tới tiệc đầy tháng thì bà này mới vào quậy. Họ còn chụp cả hình ảnh Hồng Phượng đưa tiền cho người phụ nữ này để làm bằng chứng. Điều này khiến nhiều người dân bức xúc và cho rằng Hồng Phượng là kẻ tiểu nhân chính hiệu. Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ. Hồng Phượng có dấu hiệu tâm thần, đòi thuê xe xúc tới phá nhà cậu năm Vũ Linh, ăn không được phá cho hồi. Vào sáng 26 tháng 10, đại diện Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng chức năng tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ theo yêu cầu phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan tại ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Đây là địa chỉ nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hiện do Hồng Loan đứng tên sở hữu. Sau buổi thẩm định này,
Biết được phần thua tới 90% nhưng Hồng Phượng vẫn cố chấp, có dấu hiệu chống đối và liên tục kêu oan. Sau khi buổi làm việc kết thúc, người nhà cho biết Hồng Phượng có dấu hiệu tâm thần, nói nhảm nhiều và liên tục khóc kêu cậu Năm. Đáng chú ý, cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh đang đàn tức giận vì cho rằng tòa án thiên vị cho Hồng Loan. Hồng Phượng cho rằng nếu vụ kiện này thua, cô không còn gì để mất, sẽ thuê xe máy tới xúc phá nhà Hồng Loan xem ai làm gì được mình. Phát ngôn lộng hành của Hồng Phượng khiến nhiều cư dân mạng bức xúc. Cơ quan chức năng đã mời cả mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung và Hồng Phượng đến nhà của ông Hoàng Cát Lương Hồ Quảng để đối chất cùng Hồng Loan. Sự việc thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân xung quanh. Rất đông YouTuber cũng vây quanh khu vực, khiến cho công an, bảo vệ dân phố phải ra sức đảm bảo an ninh trật tự. Trong đơn phản tố, bà Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung và Lê Thị Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Đầu giờ chiều ngày 26 tháng 10, việc thẩm định tại chỗ hoàn thành, phía Hồng Nhung và Hồng Phượng di dời một số đồ đạc cá nhân ra khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Số tài sản còn lại, tòa án đã kiểm tra, niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người dân xung quanh đã vỗ tay hoan hô và hò reo phấn khích. Có thể thấy đa số mọi người đều thể hiện sự ủng hộ dành cho Hồng Loan sau những sự việc ồn ào kéo dài trong thời gian qua. Sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, các thành viên trong gia đình của nghệ sĩ liên tục xảy ra vấn đề tranh chấp, gây xôn xao dư luận. Theo đó, bà Nhung, em gái của nghệ sĩ khởi kiện cháu gái là Hồng Loan ra tòa, đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài ra, bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Luật sư tung bằng chứng mẹ con sáu bào sợ tái mặt xin rút đơn kiện nhưng đã quá muộn. Mới đây, luật sư riêng của Hồng Loan, luật sư Tuyết Ngọc đã công bố tài liệu thẩm định tài sản kèm giấy khai sinh, bằng chứng cực quan trọng để giúp Hồng Loan thắng kiện. Ngay lập tức, mẹ con sáu bào sợ tái mặt tới tòa xin rút đơn kiện nhưng tòa án quận Phú Nhuận cho biết đã quá thời gian rút đơn vì phiên tòa đã tới gần. Thông báo với mọi người tin vui, việc nhận nuôi con nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh với Hồng Loan đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, đó là tại công an quận Phú Nhuận vào năm 1987, còn lưu hồ sơ gốc có bản sao đi kèm, nên theo luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hồng Loan chắc chắn có quyền được nhận tài sản theo dạng thừa kế. Trong trường hợp thừa kế được chia theo pháp luật do không có di chúc, phù hợp với tình hình của gia đình nghệ sĩ Vũ Linh, nếu các tài sản này lúc còn sống đã được chuyển quyền sở hữu sử dụng cho Hồng Loan, thì xét trong quan hệ cho và nhận, Hồng Loan hoàn toàn có quyền sở hữu hợp pháp. Trường hợp bà Hồng Nhung cho rằng Hồng Loan đã có hành động thao túng tâm lý, lừa dối đe dọa cưỡng ép đối với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hoặc nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình trong việc cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chuyển quyền sở hữu, sử dụng các tài sản trên cho bà Hồng Loan, thì bà Hồng Nhung phải đưa ra được bằng chứng trước tòa. Nếu không, bà Hồng Loan toàn quyền sở hữu tài sản đã được sang tên. Với dữ kiện này và kinh nghiệm 20 năm trong nghề của luật sư, thì gần như chắc chắn Hồng Loan sẽ sở hữu toàn bộ khối tài sản của cha mình là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Không ai có quyền giành hay đồng sở hữu nữa. Gần như cơ hội cuối cùng đã khép lại với mẹ con sáu bào. Luật sư của Hồng Loan cũng nói thêm, chiều hôm nay tòa án đã đến tận nhà và tống đạt trực tiếp các văn bản cho Hồng Loan, quyết định trả hồ sơ giấy khai sinh gốc, làm bằng chứng hợp lệ để sở hữu tài sản cho Hồng Loan. Như vậy, tòa cũng đã làm việc vừa đúng pháp luật, vừa hợp lòng người. Cũng chiều hôm nay tòa đến nhà, tống đạt trực tiếp thông báo số 1571 ký ngày 12 tháng 10 năm 2023, tức sẽ thẩm định giá trị tài sản để định giá, mức án phí và mức phạt đối với người thua kiện sau khi phiên tòa được diễn ra. Như vậy, với khối tài sản này, mẹ con Hồng Phượng có thể bồi thường án phí và tổn thất tinh thần cho Hồng Loan lên tới vài tỷ đồng. Luật sư mong cô, chú bác, anh chị yên tâm chờ tòa án giải quyết. Hồng Loan cũng đã gửi nhiều văn bản trình bày tới các lãnh đạo các cơ quan hữu quan và Hồng Loan cũng đang chờ đợi kết quả giải quyết. Vì vậy mọi người cứ yên tâm chờ đợi, dù có kéo dài thời gian bao lâu thì cuối cùng cũng sẽ giải quyết xong mọi chuyện. Mọi người đừng nghe những thông tin đồn đoán mà hãy chờ đợi thêm thời gian nữa. Có thể Hồng Loan sẽ chủ động thông cáo báo chí để quý cô chú bác anh chị nắm thông tin, diễn biến pháp lý tất cả các việc liên quan đến Loan một cách chính thức để mọi người không còn phải suy đoán, làm ảnh hưởng đến quá trình tòa án và các cơ quan chức năng đang giải quyết. Biết được thông tin này, mẹ con sáu bào đã bủn rủn chân tay đến tòa án xin rút đơn kiện nhưng đã quá muộn rồi.